Nói kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Hàng năm cứ đến những ngày gần cuối tháng 10, cư dân trên khắp thế giới, trong đó có cả Việt Nam, đều nôn nao đón chờ ngày lễ Halloween đầy thú vị. Hôm nay, các bạn hãy cùng kênh báo nói tìm hiểu về nguồn gốc, những tập tục cũng như là biểu tượng của ngày lễ Halloween các bạn nhé. Nguồn gốc của lễ hội Halloween bắt nguồn từ dân tộc Seo là một dân tộc sống cách đây hơn 2.000 năm trên các vùng đất bây giờ là Anh Quốc, Ái Nhĩ Lan và miền Bắc nước Pháp. Dân tộc Seo bắt đầu năm mới vào ngày 1 tháng 11 dương lịch, một lễ hội được cử hành vào đêm trước năm mới để vinh danh vị thủ lĩnh đã quá cố là Samhain. Ngày lễ hội này báo hiệu sự bắt đầu của mùa lạnh, của những ngày tối tăm thường được liên kết với sự tàn tạ và sự chết chóc của loài người. Dân tộc Seo tin rằng Samhain cho phép những linh hồn người chết được trở về nhà trên trần gian vào đêm hôm đó. Halloween đến Mỹ do những di dân đầu tiên, đa số đến từ Anh Quốc và một số từ các vùng thuộc dân tộc Celt. Họ đã đem qua Mỹ khá nhiều phong tục khác nhau, nhưng vì nhiều lý do, mãi đến thập niên 1800 mới trở thành tục lệ được nhiều người hưởng ứng. Halloween được coi như một ngày tết, một lễ hội vui nhất trong năm, đặc biệt là đối với trẻ nhỏ bởi những trò chơi lý thú hấp dẫn, rất nhiều những trò chơi truyền thống có lịch sử lâu đời nhưng vẫn luôn mang đến cho mọi người cảm giác thích thú hứng khởi khi chơi. Những tập tục trong ngày lễ Halloween thứ nhất là đốt lửa trong ngày lễ Halloween người ta đốt lửa với hy vọng mặt trời sẽ ngày lại chiếu sáng và lưu lại trong thời gian nhanh hơn giúp cho mùa màng bội thu những đống lửa này thu hút nhiều mũi cú và dơi những động vật cấu thành sự tích đêm các thánh và cũng là ánh sáng giúp con người tránh xa các linh hồn quỷ dữ thứ hai là trang trí lồng đèn lễ hội đèn lồng bắt nguồn từ tập quán của người Ireland theo truyền thuyết kể lại Jack là người nổi tiếng vì nghiện rượu và tư chất thông minh. Anh đã lừa con quỷ sa tăng trèo lên ngọn cây, sau đó khắc hình một chữ thập lên gốc cây và trói con quỷ trên đó. Jack thỏa thuận với con quỷ, nếu nó không trêu chọc anh nữa thì anh sẽ thả nó xuống. Do phạm nhiều tội lỗi nên khi chết, ông không được lên thiên đàng hay xuống địa ngục. Do vậy, ông phải đi lang thang nhiều nơi để tìm kiếm một chỗ trú chân. Hơi ấm duy nhất sưởi ấm cho ông trong giá lạnh là ngọn nến leo lét trong quả bí ngô. Trẻ em thường chơi trò đục khoét quả bí ngô, củ khoai tây hoặc bí đao, sau đó khắc hình thù những gương mặt lên đó, đặt nến vào bên trong để thắp sáng. Những chiếc lồng đèn này được gọi là check o Lantern. Thứ ba là lễ hội hóa trang. Đây là phong tục phổ biến nhất vào ngày Halloween. Đặc biệt là đối với trẻ em, Trang phục thường được gặp là những bộ quần áo hóa trang phù thủy, ma quỷ, các nhân vật hoạt hình nổi tiếng và những sinh vật siêu nhiên khác. Thứ tư là Trick or Treat. Trong lễ hội Samhain, vị thần Druid cho rằng người chết sẽ tìm đến lừa, gây hoang mang lo sợ và phá hoại con người. Những hồn ma đi lại ăn sinh và đến nhà nào, gia chủ phải cung cấp thức ăn cho chúng. Chính vì thế, trong tuần lễ Halloween, trẻ em phương Tây rất hứng thú với trò gõ cửa xin ăn này. Chúng mặc trang phục hóa trang và đeo mặt nạ rồi đi từ nhà này qua nhà khác, gõ cửa để gặp chủ nhà và nói câu trick or treat, có nghĩa là nếu muốn chúng tôi không chơi xấu thì hãy đãi chúng tôi cái gì đi. Tập tục thứ năm là đớp táo. Khi người Xeo Tích bị người La Mã đánh chiếm, nhiều phong tục của người La Mã theo đó cũng du nhập vào đất Xeo Tích. Trong đó có lễ hội thờ nữ thần mùa màng, Bonoma. Vị thần này thường ẩn náu trong giỏ hoa quả. Quả táo là một thứ hoa quả linh thiêng để thờ cúng thần linh. Do đó, nhiều trò chơi có liên quan đến loại quả này xuất hiện trong lễ hội Samhain. Có rất nhiều hình thức chơi liên quan đến táo trong đêm Halloween. Phổ biến nhất là hình thức thi nhau lấy được thật nhiều quả táo trong thao nước hoặc thi gọt vỏ táo. Vỏ táo càng dài thì sống càng lâu. Người nào càng lấy được nhiều quả táo, người đó càng gặp nhiều may mắn trong năm tới. Thiếu nữ nào tấm được quả táo, chắc chắn cô ấy sẽ kết hôn trong năm đó. Về biểu tượng của Halloween, biểu tượng của Halloween là chiếc đèn lồng bí ngô của chàng Jack. Các biểu tượng phụ của Halloween là phù thủy, ma quỷ và mèo đen. Chúng tôi vừa chia sẻ với các bạn một số thông tin về ngày lễ Halloween. Chúc các bạn sẽ có một ngày lễ Halloween thật ý nghĩa. Cứ đến gần cuối tháng 10, ở một số nước lại rộ lên không khí Halloween. Halloween là một lễ hội được lấy cảm hứng từ ngày mùa thu hoạch và ngày lễ hội của linh hồn. Nó bắt đầu từ buổi chiều tối cho đến 12 giờ đêm vào ngày cuối cùng của tháng 10. Cũng như các ngày lễ khác, trong lễ Halloween, người ta từng ăn một số món ăn đặc trưng và mang một ý nghĩa đặc biệt cho dịp này. Hãy cùng kênh báo nói khám phá nhé. Món ăn đầu tiên là súp bí đỏ. Những chiếc lồng đèn bí đỏ là biểu tượng của ngày Halloween mà món súp chế biến từ nguyên liệu này cũng là một món ăn không thể thiếu vào những ngày cuối tháng 10. Ở từng vùng, từng quốc gia có những công thức chế biến món súp khác nhau. Phổ biến nhất vẫn là súp bí đỏ nấu với thịt bò hay thịt cừu, cùng bí đỏ sắc hạt lựu và các loại rau củ khác, rồi thêm sữa hoặc kem tươi. Món ăn thứ hai là kẹo táo. Một trong những phong tục của ngày lễ Halloween là phát kẹo cho trẻ em. Bởi vậy, kẹo trở thành một món ăn không thể thiếu trong đêm Halloween ma quái, đặc biệt là kẹo táo được trẻ nhỏ yêu thích. Những quả táo được nhúng đều qua siro hay đường đỏ rất đẹp mắt và ngon miệng. Món ăn thứ ba, bánh linh hồn. Món này được sử dụng rất nhiều trong đêm Halloween. Bánh linh hồn có nguồn gốc từ phong tục của nước Anh. Người ta tin rằng khi những linh hồn thức dậy và đi lại trên trái đất vào ngày 30 tháng 10, nếu được ăn bánh, họ sẽ không làm tổn hại đến con người. Một số vùng của Đức làm bánh linh hồn màu đen, trong khi người dân Áo thường đặt bánh trên mộ. Chiếc bánh linh hồn truyền thống là bánh quy có nho khô xếp thành hình chữ thập ở mặt trên có vị như bánh quế của Việt Nam. Để tạo nên sự đa dạng và tượng trưng cho ngày lễ ma quỷ, món này cũng được trang trí với nhiều hình thù khác nhau như đầu lâu, con nhện, các hình ma quỷ rùng rợn. Món ăn thứ tư là Botti Benke. Botti là một loại bánh Benke khoai tây của người Ireland, là một trong ba món ăn chính trong ngày lễ Halloween. Món bánh này gồm khoai tây nghiền, khoai tây cắt nhỏ và vụn khoai tây. Với sự pha trộn như vậy, Món ăn này có vẻ ngoài bắt mắt, mà vẫn không mất đi hương vị truyền thống của một chiếc bánh pancake thực thụ. Potti thường được ăn cùng kem sữa béo ngậy của người Hy Lạp, nước đường làm từ cây thông và có loại trái cây, rau quả được cắt nhỏ để trang trí xung quanh. Món ăn thứ năm là bánh panrak. Rắc. rắc là món ăn truyền thống trong lễ hội Halloween trên khắp thế giới. Món ăn này được dùng để tráng miệng. Cho tới nay, không có một công thức cố định nào Thông thường người ta dùng vỏ quả và các loại hoa quả sấy khô làm nguyên liệu chính cho banh rắc. Điểm đặc biệt của banh rắc là bên trong luôn ẩn giấu những đồ vật mang dấu hiệu tiên đoán tương lai. Ba đồ vật được trộn vào cùng với nhân bánh banh rắc truyền thống là một đồng xu, một miếng vải và một chiếc nhẫn. Đồng xu là biểu tượng cho sự may mắn về tiền bạc. Ngược lại, miếng vải tượng trưng cho sự khó khăn về tài chính còn chiếc nhẫn lại đem tới dự đoán về chuyện tình cảm của người nhận được nó thêm một loại bánh truyền thống trong ngày lễ hội halloween đó là bánh kuchenin kuchenin là một loại bánh khoai tây nghiền truyền thống không thể thiếu trong ngày halloween của người dân ireland đây cũng là một trong những món ăn của lễ hội ma ở nhiều quốc gia trên thế giới nguyên liệu chính của bánh là khoai tây nghiền rau cải xoăn hoặc bắp cải muối hạt tiêu ngoài ra còn cho thêm sữa kem tỏi tây hành hay thịt bắp cho món ăn thêm đậm đà ấm áp. Tương tự như rắc, trong món kho nên cũng được giấu một đồng tiền hay một chiếc bùa may mắn. Đây là một trò chơi thú vị vào ngày lễ Halloween, mang đến một sự bất ngờ nho nhỏ và là nghi thức truyền thống khi thưởng thức ẩm thực lễ hội. Vừa rồi là 6 món ăn truyền thống trong ngày lễ Halloween. Các món ăn tuy đơn giản nhưng cũng chứa đựng rất nhiều ý nghĩa. Halloween năm nay, các bạn hãy thử thưởng thức cùng với bạn bè và gia đình nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Để cập nhật những bản tin mới nhất của chúng tôi, quý vị có thể đăng ký kênh hoặc ấn subscribe kênh báo nói. Hy vọng rằng những thông tin chúng tôi mang lại sẽ khiến quý vị và các bạn cảm thấy hài lòng. Xin chào và hẹn gặp lại.